Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với bà PTG, sinh năm 1993, chỗ ở thị xã Phú Mỹ vì hành vi lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em, thực hiện hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần, danh dự, nhân phẩm của trẻ dưới các hình thức bạo lực. Nạn nhân là cháu H, sinh năm 2011. Trước đó, bà NTT và ông PHS đã ly hôn năm 2016 và có một con chung là cháu H. Bà T là người nuôi cháu H trong thời gian này, ông S có xin cháu H về để chăm sóc một thời gian và được bà T đồng ý. Trong quá trình ở với ông S, gia đình bà T có nhận được tin báo cháu H bị bà D, bạn gái của ông S bạo hành vào ngày 11 tháng 4 năm 2024 nên gửi đơn đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đề nghị vào cuộc xử lý. Qua xác minh của cơ quan chức năng và đề xuất của công an phường Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định xử phạt bà PTG số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi trên.